Ngày 13 tháng 7, tại cuộc gặp Bộ trưởng Thương mại Đầu tư và Du lịch Australia, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ cảm ơn vì Australia hỗ trợ 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca và viện trợ gần 30 triệu USD cho Việt Nam thời gian tới. Phó Thủ tướng nói quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia đang phát triển tốt đẹp, trong đó thương mại tăng trưởng ấn tượng trên 40% trong 5 tháng đầu năm 2021. Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị hai nước sớm hoàn tất và ký kết chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế trong năm 2021 để hướng tới phục hồi bền vững sau đại dịch, phấn đấu sớm trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau. Minh chứng cho quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Bộ trưởng Giang Tan khẳng định việc Australia hỗ trợ 1,5 triệu liều vaccine và cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19. Tháng 4, 2021, Australia và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đã hỗ trợ Việt Nam 241 tỷ đồng để thực hiện chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19. Mục tiêu của Việt Nam chậm nhất đến tháng 4, 2022 là tiêm phủ được 70% dân số để đạt miễn dịch cộng đồng, do đó cần có đủ 150 triệu liều vaccine. Hiện qua các nguồn đàm phán chính thức, Việt Nam có thể nhận được 105 triệu liều vaccine trong năm nay.